Mến chào các bạn, đến với chuỗi bài tập yoga 30 phút chữa bệnh đau mỏi cổ vai gáy tê tay mất ngủ cùng với Kim Toàn, bài của ngày thứ 3 nhé. Chúng ta vừa tập vừa lắng nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn nhé. Đan 10 ngón tay với nhau, nâng cao vai của mình lên rồi khóa chặt. Bài của ngày hôm nay thì Kim Toàn sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn một chút kiến thức, có thể là các bạn nghe sẽ thấy bị đau đầu, ù tai. Tuy nhiên thì đây là lượng kiến thức rất là quan trọng và nó là cái nền tảng để giúp các bạn có được cái kiến thức chủ động chăm sóc bản thân cho mình, tránh cái trường hợp là chúng ta mù mờ và giống như là người đi trong sương, trong màn đêm, trong sương mù đấy. Chúng ta có tình trạng sức khỏe của mình tệ nhưng chúng ta không tìm ra được giải pháp. Đối với bất kỳ một lĩnh vực nào đó nhá, trong các cái khía cạnh khác nhau của đời sống, bao gồm từ cái lĩnh vực rất là nhỏ, có thể chỉ là quét nhà, rửa bát, nấu cơm, cho đến là các cái ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, thì tất cả mọi thứ đều phải thật là rõ ràng. Và muốn rõ ràng thì chúng ta buộc phải học tập những kiến thức về lĩnh vực đó. Có đúng là chúng ta có thể nấu một cái bữa cơm rất là ngon, nhưng chúng ta không thể dạy lại con cái của mình nấu được cái bữa cơm ngon như vậy. Tại sao lại như vậy? Hoặc là rất khó để có thể dạy lại con cái mình nấu được cái bữa cơm ngon như mình. Đó là chúng ta không có quy trình giảng dạy và học tập, có đúng không? Thì ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một cái từ khóa, mà cái từ khóa này thì hầu như ở đâu cũng biết. Kim Toàn lấy một cái ví dụ nhé, để các bạn mường tượng ít nhiều cho cái từ khóa đó. Trong cuộc sống thì có rất nhiều thứ, rất nhiều các khía cạnh khác nhau của đời sống đều có một cái điểm gọi là điểm mù. Thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ điểm mù giống như là khi chúng ta đi đường đấy, đi trên đường mà có những cái góc cua khuất mà quặt tay lái đấy, và cần phải có những cái gương cầu đấy, thì chúng ta mới có thể là nhìn thấy được cái góc khuất đó có người đi ngược chiều không. Hoặc là chúng ta đi xe máy hoặc là ô tô mà ở phía sau của chúng ta có những cái xe nó vượt lên, mà cái gương của chúng ta sẽ không soi được cái người đó ở cái hướng góc đó. Vậy thì đó chính là điểm mù. Và các khía cạnh khác nhau trong đời sống cũng có điểm mù, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe chủ động có rất là nhiều điểm mù nhá. Và cụ thể vấn đề của chúng ta tại thời điểm mà các bạn đang lắng nghe Kim Toàn chia sẻ cái kiến thức này này, liên quan đến điểm mù trong kiến thức tự chữa nâng cấp sức khỏe đau cổ vai gáy tê tay và mất ngủ. Thôi buông tay của mình xuống thật tĩnh và chắc nhá, vươn dài tay sang hai bên này, đan 10 ngón tay với nhau, bẻ cong về trước, gập người xuống, hơi ngẩng đầu lên một chút xíu nhá. Rồi Kim Toàn sẽ liệt kê ra một loạt các cái ví dụ và các cái trạng thái tâm lý cảm xúc của con người, từ đó thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác chiều đi. Có thể là các bạn cảm thấy rằng là mệt mỏi, căng thẳng và đau đầu ù tai khi nghe thấy những cái sự chia sẻ của Kim Toàn, thì có thể là các bạn không cần phải tập buổi ngày hôm nay, và các bạn có thể tập buổi của ngày thứ hai. Sau đó thì các bạn bật cái video của Kim Toàn lên, nghe cái kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ ở buổi ngày thứ ba. Từ đó thì các bạn sẽ có cái góc nhìn để có thể tự chữa bệnh cho mình hiệu quả hơn. Kim Toàn cam kết với các bạn nhé, những kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ giảng dạy cho các bạn toàn là những kiến thức mà Kim Toàn đang giảng dạy cho các liên đoàn yoga các tỉnh thành, các câu lạc bộ của các tỉnh thành, chứ không chỉ riêng gì dành riêng cho các bạn. Vậy thì những kiến thức của Kim Toàn rất là giá trị, rất là xứng đáng để tìm tòi, học hỏi, có đúng không ạ? Rồi, hãy giả thiết này, bây giờ đây chúng ta có một cái vấn đề liên quan đến đau cổ vai gáy, mất ngủ, khó ngủ, đúng không? Rối loạn tiền đình. Vậy thì cái điều đầu tiên mà bất kỳ ai đấy cũng biết là mình đau cổ vai gáy, tê tay, mất ngủ, khó ngủ. Cái điều đó vô cùng dễ. Và trong trường hợp các bạn bị đau cổ vai gáy, các bạn chỉ cần nói ra một chút xíu thôi, thì hầu hết ai cũng biết là các bạn bị đau cổ vai gáy. Có nghĩa là các bạn biết cái điều mà ai cũng biết, có một vài cái triệu chứng mà chỉ cần nghe kể qua, một sơ qua một chút thôi là chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Không như những đứa nhỏ nhé, các con nhỏ hoặc là các cháu nhỏ đấy, có giờ bị đau cổ tê tay vai gáy đâu. Thành ra mình chia sẻ với các con là con ơi, bà bị đau cổ vai gáy lắm. Hoặc là với bố mẹ, với con cái của mình, bố mẹ mình chia sẻ với con cái đấy, con cái nhỏ tuổi quá thì không biết. Nhưng cái điều mà chúng ta biết ấy, thì có lẽ là
những người mà cùng trang lứa với chúng ta đều biết hết. Vậy thì cái tình trạng đau cổ, vai gáy, tê tay, khó ngủ, mất ngủ của mình hầu như là ai cũng biết, có đúng không? Rồi buông tay xuống, thoải mái này. Chúng ta trái sang ngang, với dài nhá, vươn căng. Và cái việc mình biết mình bị đau cổ, vai gáy, tê tay thì người khác cũng biết, tại vì ít nhiều họ cũng có những cái trải nghiệm tương tự như mình, hoặc có người thân, người quen cũng có cái vấn đề như của mình, có đúng không? Cái điều này khá là dễ dàng, đúng không? Rồi, thì đây là cái điều rất là đơn giản và khá dễ dàng nhé. Sau khi một thời gian mà các bạn bị đau cổ, vai gáy, tê tay, khó ngủ, mất ngủ kéo dài, có thể là một vài lần phải đi viện, có thể là như vậy nhé, cũng có thể là thường xuyên phải đi viện, thì bắt đầu từ đây các bạn được tiếp cận những kiến thức chăm sóc sức khỏe từ bác sĩ hoặc từ các cái công cụ khác hoặc là những người khác, ví dụ như là Kim Toàn, thì bắt đầu các bạn được nghe những kiến thức từ các chuyên gia, có đúng không? Từ những người chăm sóc các bạn, thì từ đây các bạn mới biết rằng là biết nhé, cái mình không biết, có nghĩa là các bạn mới hiểu vấn đề. À thì ra đau cổ, vai gáy, tê tay nó là như vậy, từ trước đến giờ tôi có biết đâu, có đúng không? Tôi không nghĩ rằng là, tôi cứ nghĩ rằng là bây giờ tôi lớn tuổi rồi thì tự nhiên nó bị xuống cấp, nó lão hóa và nó làm sao, nó hỏng như vậy, chứ trước giờ tôi có bị làm sao như vậy đâu, có đúng không? Nhưng sau khi các bạn gặp Kim Toàn và các bác sĩ thì Kim Toàn bảo cho các bạn biết rằng là làm sao nhỉ, các bạn ngồi gù lưng nhiều quá, các bạn làm sao ngồi nhiều quá, các bạn làm sao cầm điện thoại ở một bên tay và nằm nghiêng xem điện thoại nhiều quá, hoặc là các bạn tập trung nhắn tin nhiều quá. Cái công việc của các bạn nó tạo ra cái bệnh tật như vậy, chứ không phải là tự nhiên bị bệnh như vậy nhé. Có rất nhiều người lớn tuổi hơn các bạn rất là nhiều, thậm chí lại còn yếu hơn các bạn rất là nhiều, nhưng họ có bị như vậy đâu, có đúng không? Vậy thì chúng ta đã tiến sang một cái bước thứ hai, đó là biết cái điều mình không biết. Bắt đầu đây, bắt đầu từ cái thời điểm này đấy, thì có phải là các bạn mới ồ ra rằng là, đúng không? Ồ, thì ra là như vậy. Mình có cảm thấy rằng là mình thông minh hơn một chút, mình minh mẫn hơn một chút, mình hiểu chuyện hơn một chút. Có thể là sau những cuộc đi viện đó về, hoặc là tập luyện cùng với Kim Toàn, để các bạn hiểu vấn đề ra một chút, và các bạn sử dụng những cái giải pháp của Kim Toàn hoặc của các bác sĩ khác. Rồi, bình tĩnh này, đặt tay phải sang bên, vươn đầu bên nhé. Và các bạn khá là chắc chắn về cái mình biết. Ờ, tôi có kinh nghiệm về vấn đề này rồi, tôi đã đi viện rồi, tôi đi chữa rồi và khỏi rồi, có đúng không? Tôi khẳng định, tôi cam kết luôn. Các bạn quên mất điều rằng là cái tình trạng của các bạn tại cái thời điểm đó đấy, tính theo thang điểm từ 1 đến 10, thì ví dụ như thang điểm là 1 thì các bạn mới bị nhẹ nhẹ xíu à. Còn trong trường hợp các bạn bị 7, 8, 9, 10 ở cái thang điểm đó thì có nghĩa là các bạn bị rất là nặng, đúng không? Vậy thì những cái người mà họ cũng đi chữa trị các bạn ấy, không chắc là họ đã có cái tình trạng ở cái thời điểm giống các bạn. Giả thiết như các bạn đi gặp Kim Toàn, bắt đầu là các bạn tập, thì các bạn bị mắc ở mức độ 6 hoặc 7 rồi, có nghĩa là rất là khá là tệ rồi. Nhưng mà một số người thì người ta gặp Kim Toàn ở cái mức độ chỉ có 2 hoặc 3 thôi. Thì cái trải nghiệm khác nhau nhé, khác nhau rất là nhiều, chứ chẳng có giống nhau đâu. Vậy thì cái điều mà các bạn biết là mình không biết thì cũng chỉ là dưới góc nhìn của các bạn thôi. Giống như câu chuyện thầy bói mù xem voi đấy, các bạn cứ tập theo Kim Toàn nhé. Kim Toàn buông thì các bạn buông, và các bạn sử dụng kiến thức của bài ngày 1 và ngày 2 ứng dụng ngày 3 thôi, như nhau cả. Thì không thể ứng dụng sang những người có tình trạng nhẹ hơn các bạn được, có đúng không? Hoặc là nặng hơn. Thì rõ ràng là chúng ta mới biết điều mình không biết, và những điều đó thì cũng không thể ứng dụng trên một diện rộng được. Và các bạn chỉ gọi là người biết một chút xíu thôi. Rồi, có lẽ là gần như là đến phải tấm trên 90-95% dân số toàn thế giới, hầu hết ở mọi lĩnh vực đều như vậy. Có nghĩa là làm sao nhỉ? Chúng ta chỉ biết được rằng là có rất nhiều điều xung quanh chúng ta mà chúng ta không hề biết, nhưng chúng ta cũng chẳng còn thời gian để mà tìm hiểu hay học tập nữa, đúng không? Chúng ta cũng nhiều tuổi rồi, và lỡ như bị lại một vài lần như vậy nữa thì chúng ta cũng chẳng còn những kinh nghiệm hay là đủ cái nguồn lực để mà sửa chữa lại nữa, có đúng không? Ví dụ như năm nay là các bạn 40 tuổi thì các bạn bị đau cổ, vai gáy, tê tay, khó ngủ và mất ngủ. Các bạn chữa trị thì thực sự là đã tốn khá là nhiều nguồn lực rồi. Có thể là bị đi bị lại một vài lần thì các bạn sợ quá, các bạn mới nghiêm túc, các bạn mới cố gắng học tập nhiều hơn nữa,
Nhưng thường thì chúng ta 40 tuổi rồi mà bị đi bị lại một vài lần thì có lẽ là phải đến 60 tuổi rồi. Và 5-60 tuổi rồi thì già quá rồi, yếu quá rồi, tay thì ù, mắt thì mỏi, mọi thứ rất là kém rồi. Rồi, đặt tay xuống này, lên nha. Thế lưỡi câu ngồi, khoanh hai chân nhau này, gập dài, rút dài cuộc sống của mình về trước, đúng không? Và hầu hết mọi người đều dừng ở cái ngưỡng đó, có nghĩa là biết cái mình không biết. Và chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để mà cố gắng hiểu biết hơn nữa. Tuy nhiên thì đúng là có một số lượng rất là lớn, không ít đâu, số nhỏ nhưng thực sự là rất là lớn và cực kỳ có giá trị, là họ bước được, vượt qua cái ngưỡng đó, bắt đầu bước sang cái ngưỡng thứ ba. Cái ngưỡng thứ ba là không biết cái mình biết. Không biết cái mình biết là như này nhé, có nghĩa là có thể là do các bạn may mắn, cũng có thể là do các bạn có những người có chuyên môn ở cạnh mình, hoặc là chỉ đơn giản các bạn sống ở những tỉnh thành, thành phố lớn, tiếp cận những cái công nghệ rất là xịn sò. Thì Kim Toàn lấy ví dụ hai trường hợp khác nhau nhé, để các bạn nắm rõ và hiểu hơn. Thứ nhất là những người mà giống như các cụ ngày xưa đấy, già cả rồi, sống qua những thời kỳ rất là khó khăn. Năm nay là năm 2024, thường những người 6-70 tuổi trở lên đấy, thì các cô chú anh chị sống ở cái thời kỳ có cả bao cấp, thành ra là vất vả lắm. Vất vả thì cô chú anh chị thường là chịu kham, chịu khổ và chịu đựng rất là tốt. Chịu đến cái ngưỡng mà có lẽ là không phải là đau ở cái ngưỡng độ 4-5-6 điểm nữa, mà có thể là chịu được ở cái ngưỡng độ 8 điểm. Đau lắm, đối với người bình thường thì đau đau không thể chịu đựng được. Nhưng đối với cô chú anh chị mà ở cái độ tuổi tầm tuổi đó đấy, thì đau thế đâu nữa vẫn chịu được. Tại vì chúng ta đã từng sống trong cái chu kỳ thậm chí là cơm ăn còn chẳng no, áo còn chẳng có mà mặc. Vậy thì ba cái thứ đau đớn về thân thể, thể chất thì không đáng kể và suy nhê gì với cô chú anh chị cả, có đúng không? Dẫn tới là chúng ta quen thuộc với cái gì nhỉ? Quen thuộc với cái nỗi đau đó, đúng không? Vậy thì rõ ràng là chúng ta không biết cái mình biết, không hề biết cái mình biết nhé. Nó đau lâu ngày quá, cái nỗi đau đó là mình biết là mình đau, nhưng mà mình đau lâu ngày quá, mình trở thành quen và thích nghi với cơn đau đó. Lúc nào mình cũng đau, đúng không? Và đau như vậy thì cuối cùng mình thích nghi với cơn đau và mình cảm thấy rằng là bình thường. Thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ ngang một chút nhé, ngoài lề để các bạn thấy rằng là điều đó là có thật hoàn toàn. Ví dụ như trước đây thì chúng ta phải bé xíu vài 30cm, chúng ta phải tập đi 1-2 tuổi đấy. Và sau khi chúng ta tập đi thì cho đến tận mà ví dụ năm nay Kim Toàn 43 tuổi thì tập đi chỉ mất khoảng tầm nửa năm thôi là chúng ta đi ngon rồi. Và sau đó thì chúng ta đi cho đến tận khi mà mình không còn đi được nữa. Và chúng ta cũng quên mất rằng là mình đã từng học đi và mình đã từng biết đi. Và bây giờ mình thích nghi với cái việc đi đứng nằm ngồi ghế bò nhiều quá, cuối cùng mình quên mất là mình đã từng phải học đi, có đúng không? Vậy thì rõ ràng là mình không biết cái mình biết, đúng không? Rồi thì đó là với những cô chú anh chị mà khổ quá, vất vả quá, chịu đựng nhiều quá, thành ra có quen thuộc, đúng không? Thôi buông nhổng dậy, khép hai chân lại, thế vặn người nhá, cái trái đưa về sau, đưa tay phải sang, rồi duỗi xuống hóp hóp cái bụng mà rút dài cuộc sống của mình lên, xoay đầu căng 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 một chút về cái vai phải, xoay căng nhá, căng mới có tác dụng, đúng rồi. Rồi thì tương tự như vậy đấy, đối với rất nhiều người nhá, rõ ràng là không biết cái điều mình biết mà. Cô chú anh chị rõ ràng là có vấn đề về sức khỏe và sức khỏe của mình tệ đi nhá. Nhưng sau đó thì mình vô tình tập yoga, mình vô tình thôi, chứ mình cũng chẳng phải là nghe ai bảo rằng là tập yoga thì sẽ tốt cho sức khỏe, và tập yoga thì máu huyết sẽ lưu thông, xương khớp sẽ ngon lành và chữa được rất nhiều bệnh, đặc biệt là các cái bệnh liên quan đến tuần hoàn, hệ thần kinh và xương khớp. Thì cô chú anh chị cứ tập thôi, tập bừa mà, tập lung tung, chẳng đâu vào đâu cả. Thế người ta tập cũng tập, hoặc chỉ đơn giản là tập theo kênh YouTube của Kim Toàn thôi. Thì tập một thời gian sau thì cũng chẳng thấy có bệnh gì cả, và cũng chẳng khỏi cái bệnh gì cả. Có nghĩa là ban đầu thì chúng ta cảm thấy bình thường, mọi thứ bình thường lắm. Nhưng sau đó thì chúng ta tập, chúng ta vẫn thấy cái bình thường, chẳng có tệ thêm mà cũng chẳng có tốt thêm cái gì cả. Các bạn không biết một điều rằng là những cái bài tập yoga của Kim Toàn và dòng Yin Yoga Kim Toàn dạy, trong tất cả những động tác, những kiến thức mà các bạn được lắng nghe
lắng nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn từ đầu đến giờ đấy, toàn bộ là thuốc rồi, là những cái phương pháp chữa trị bệnh không cần dùng tới thuốc, có đúng không? Và rõ ràng là các bạn không biết cái điều mình đang biết, chỉ đơn giản là tập khỏe, nhưng không biết rằng là tập nó lại làm sao nhỉ? Nó không những chữa được bệnh mà còn làm cho các bạn không có cơ hội bị có bệnh. Tuyệt vời chưa? Rồi, càng tĩnh càng tốt nhá. Và đúng là chỉ có một số ít người may mắn thì có những cái cơ hội và chạm tới những điều đó. Và bước sang cái ngưỡng thứ tư. Cái ngưỡng thứ tư thì rất là tuyệt vời nhá. Trong cuộc sống thì có những thứ nó giống như là mình hiểu người đấy. Và mình hiểu được cái trạng thái tâm lý, cảm xúc của mình và của con người, thì mình mới có thể làm sao nhỉ? Điều khiển và vận hành cái cơ thể của mình một cách hiệu quả tốt nhất và ít khấu hao, ít hỏng hóc nhất nhé. Thôi buông, quay lại, chúng ta đổi bên nhé. Vặn người. Rồi, xoay căng cái cổ của mình về vai trái. Bước sang cái ngưỡng thứ tư đấy, thì có lẽ sẽ có một số bạn là bắt đầu khỏe mạnh bình thường, hoặc là rơi vào hai trường hợp nhé. Để bước được sang cái ngưỡng thứ tư mà chạm tới Kim Toàn sâu hơn một chút ấy, thì các bạn sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là các bạn khỏe mạnh hoặc là bình thường, chưa đến nỗi mà yếu lắm, hoặc là cũng có trục trặc một chút rồi, nhưng mà không tệ lắm. Tất cả mọi thứ ở cái thang điểm tầm 3-4. Có lẽ là điểm 10 thì là rất là tệ nhá, chứ không phải điểm 10 là tốt đẹp đâu. Kim Toàn đang lấy cái thang điểm là trừ mà. Ví dụ như một vấn đề gì đó thì chúng ta chia thành 10 thang điểm. Thang điểm 1 là tuyệt vời, thang điểm 10 là rất là tệ. Tệ là mức độ 10 mà, cũng giống như ung thư đấy. Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 là rất tệ, đúng không? Vậy thì sức khỏe cũng vậy, mức độ 10 là cực tệ. Vậy thì sẽ có một số người là có lẽ là họ chỉ tất cả mọi thứ nó xem 1, 2, 3 điểm thôi. Cùng lắm mà thi thoảng có một số bộ phận lên thành 4 điểm và lại quay về 2, 3 điểm, đúng không? Và họ may mắn họ tập cùng với Kim Toàn trong thời gian rất dài, và họ duy trì cái sức khỏe đó trong thời gian rất là lâu. Và họ bắt đầu tìm hiểu các cái khóa học khác, ví dụ như là khóa học làm sạch mạch máu, khóa học thải độc toàn thân, thải độc gan, thải độc gì ạ, sỏi thận, thải độc sỏi mật, thải độc đường tiết niệu, thải độc mạch máu, thải độc xương, đúng không? Hoặc là họ học các cái kiến thức để tăng cân, giảm cân. Cái nhóm thứ hai, đấy là nhóm thứ nhất nhé, may mắn mà chạm tới. Nhóm thứ hai là những cô chú anh chị mà chịu khó, chịu khổ, tằn tiện, tiết kiệm trong một thời gian quá là dài, dẫn tới là cơ thể suy kiệt, nhưng cũng rất là may mắn lại gặp được Kim Toàn và sử dụng các cái liệu pháp tự chữa lành của Kim Toàn, nâng cấp sức khỏe của mình lên và tốt hơn. Thì bắt đầu cô chú anh chị có niềm tin và yêu cái bộ môn mà Kim Toàn đang hướng dẫn giảng dạy, thì bắt đầu cô chú anh chị cũng tìm hiểu sang các khóa học khác. Chúng ta hết đau lưng rồi thì chúng ta chuyển sang các khóa học hết đau đầu, hết chóng mặt, chữa các bệnh đau dạ dày, chữa các bệnh béo, bệnh gầy, đúng không? Hoặc chỉ đơn giản là cao huyết áp, tiểu đường, gút, đúng không? Thì bắt đầu cô chú anh chị chạm tới một cái ngưỡng nữa, đó là không biết cái mình không biết, đúng không? Không biết cái điều mình không biết. Nó giống như là cái lúc này đấy, chúng ta không chỉ đơn thuần là một chuyên gia nữa, mà chúng ta nghe đến rất nhiều trong cuộc sống có một số người rất là giỏi giang, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là thành tựu trong cuộc sống. Nhưng mà họ hay nói chuyện rằng là chúng ta khen họ nhé, bạn ấy bạn đẹp thế, bạn thành công, tôi ngưỡng mộ bạn lắm. Và họ thì thường hay trả lời rằng là không có gì đâu, cái này nó, tôi thấy rằng là cái sự hiểu biết của tôi nó vẫn còn nhỏ lắm so với những gì mà cái ngành nghề tôi đang nghiên cứu, tôi đang học tập, đúng không? Bản thân Kim Toàn bây giờ cũng tương tự như vậy nhé. Rất nhiều người khen Kim Toàn là vận động rất là tốt, lý thuyết cũng rất là giỏi, đồng thời là có những cái nhiều kỹ năng sống rất là đặc biệt. Hơi có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ là nói hay bị ngọng vì văn hóa vùng miền, nhất là L cao, N thấp. Kim Toàn nói chậm lại một chút thì sẽ điều chỉnh được khá là dễ, nhưng khi mà nói nhanh đấy, đồng thời với là vặn vẹo người này thì bắt đầu là méo tiếng, đúng không? Thì Kim Toàn thường nhận ngay lỗi rằng là do mình quen cái thói quen vùng miền rồi, và đồng thời là chuyên môn của mình đúng là mình chỉ tìm hiểu và tìm kiếm được một phần rất là nhỏ thôi.
không phải là kim toàn kim tốn, không phải kim toàn khiêm tốn nhé, chỉ là một phần nhỏ khiêm tốn thôi. Thực sự là kim toàn nói thật, và cũng không phải những cái chuyên gia mà các bạn khen đấy là họ khiêm tốn đâu, mà họ cũng nói thật đấy. Thôi buông, quay lại, xoay người sang trái này, chậm chạp nhá. Rồi, bẻ cong cái thắt lưng của mình, nâng cao người lên. Bản thân Kim Toàn và những người như vậy đấy đều hiểu rằng là kiến thức ở cái mảng mình đang nghiên cứu nó rất là rộng và rất là nhiều. Mình có tìm hiểu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ bó gọn lại trong cái ngôn từ chuyên môn của mình thôi. Còn ở các cái khía cạnh đời sống khác, họ cũng xử lý được vấn đề giống như mình, nhưng họ lại sử dụng cái công cụ khác, kiến thức và ngôn từ khác. Cụ thể nhé, Kim Toàn đang sử dụng một cái liệu trình liệu pháp trong 7 buổi, nhưng không sử dụng tới thuốc, mà chỉ sử dụng đến cái cách là tìm ra nguyên nhân của vấn đề đau cổ vai gáy từ đâu. Có thể là từ khi chúng ta còn rất là nhỏ, Kim Toàn giải thích từ bài 1 đến bài 2 rồi. Các bạn xem lại bài 1 và bài 2 nhé. Sau đó thì chúng ta thay đổi cái nguyên nhân tạo ra cái tình trạng sức khỏe tệ đó thông qua cái công cụ là động tác yoga và các cái kiến thức Kim Toàn chia sẻ trong bài tập, có đúng không? Và bệnh của các bạn tự khỏi từ gốc. Thì rõ ràng là Kim Toàn đang nghiên cứu tìm hiểu bằng cái công cụ yoga. Còn đối với nhiều bác sĩ thì họ lại học tập cái cách là đau thì uống cái gì vào giảm đau, viêm thì uống cái gì vào giảm viêm. Còn trong trường hợp hai cái đốt xương của chúng ta nó mọc gai rồi nhá, thì bác sĩ họ tư vấn rằng là mổ và cưa cái gai đi vứt đi, đúng không? Đó. Vậy thì dưới một cái chuyên môn khác nhau, có một cái góc nhìn khác nhau, một cái công cụ khác nhau, thì sẽ có cái giải pháp khác nhau. Mà Kim Toàn thì là một chuyên gia về yoga, nhưng trong trường hợp Kim Toàn chấp niệm quá nhiều vào cái việc là sử dụng cái công cụ của mình thì lại từ chối những kiến thức của các công cụ khác. Vậy thì cuộc sống quá là lãng phí, đúng không? Tội gì mình không làm cho cuộc sống của mình nó phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn, nhiều góc nhìn hơn, có đúng không? Rồi, nâng người lên, đè về. Thì cho giữa mình nhá, cố gắng ấn cái đầu của mình chạm xuống. Càng tĩnh càng tốt. Thật tĩnh này, thật chắc, thật tĩnh nhá. Đúng rồi. Có lẽ rằng là từ nãy đến giờ thì Kim Toàn chia sẻ khá là nhiều. Kim Toàn tổng kết sơ qua một chút xíu nhá, một chút xíu thôi. Và lát nữa thì Kim Toàn lại tổng kết lại một lần nữa để các bạn thấy rằng là nó logic, nó có lý do. Đối với tất cả các cái ngành nghề, các cái công cụ khác nhau trong đời sống đều có một cái quy luật vận hành rất là tự nhiên. Nó không phải là con số hay là toán học gì cả, mà nó chỉ là tâm lý của con người thôi, các cái cảm xúc của con người. Mà chúng ta bước qua được những cái cung bậc cảm xúc đó, những cái ngưỡng đó, thì chúng ta sẽ nâng cái giá trị sống của mình lên, nâng lên được những cái tầng năng lượng mới, nâng lên được cái chất lượng sống của mình. Và chúng ta làm chủ được sức khỏe, cảm xúc, tâm tư, tình cảm của mình. Ai cũng mong muốn là làm chủ được cái túi tiền của mình, làm chủ được cuộc sống của mình, mà mình không bị lo lắng về cái việc là bất an, rằng là cái lĩnh vực này thì mình không làm được, mình cần phải quen với người này, quen với người kia để họ giúp mình, trong khi mình mà không thể xử lý được vấn đề đó, có đúng không? Hầu hết mọi người đều là như vậy, cố gắng quen một ông công an, một bác sĩ, một người làm về lĩnh vực tâm linh, một người làm về lĩnh vực giáo dục, hay là nấu nướng, hay là điện thoại, xe máy, ô tô, cái gì gì đó. Và có lẽ là đa phần mọi người khá là tự hào về cái việc là mình quen biết được với những người có những cái kiến thức tốt như vậy ở xã hội, và khi mình cần thì mình có thể sử dụng ngay tức khắc, có đúng không? Rồi, thôi giữ thẳng người ra, tiếp tục rồi. Khép chặt hai gối lại, thế anh hùng quỳ, khép hai chân lại nhau. Và để có thể đạt tới ngưỡng giống họ đấy, chúng ta hoàn toàn có thể có nhá. Đan 10 ngón tay vào nhau, bẻ cong này, đẩy cái lồng ngực của mình về trước. Các bạn có thấy rằng cong không? Đúng không? Và để có thể đạt được cái ngưỡng giống như họ, để họ có thể giúp đỡ được chúng ta nâng cấp cái sức khỏe và chữa được cái bệnh của mình, thì đúng là họ cũng là con người, và chúng ta cũng là con người. Họ giỏi thì chúng ta cũng có thể giỏi được, thậm chí là còn giỏi hơn, có đúng không? Chỉ có điều là
chúng ta không thể giỏi triệt để vì không dành toàn bộ thời gian nghiên cứu cái lĩnh vực đó. Nhưng chúng ta có thể là giỏi ở một lĩnh vực của chúng ta, nhưng có thể mở rộng sang lĩnh vực khác, có đúng không? Và cái điểm mù của chúng ta sẽ bị hạn chế. Và để làm được cái điều đó đấy, thì các bạn cần phải bước qua 4 ngưỡng sau. 4 ngưỡng nhé. Các bạn vẫn tập với Cung Toàn và vẫn lắng nghe nhé. Cái ngưỡng thứ nhất này, đó là biết cái mình biết. Như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ rồi, ai cũng biết là mình bị đau cổ vai gáy. Mình cứ nói chung chung thôi, thì hầu hết mọi người đều biết những cái triệu chứng đau cổ vai gáy là gì. Trừ khi mình nói chuyện với những các cháu nhỏ tuổi quá, chưa có trải nghiệm, có đúng không? Và cái ngưỡng thứ hai, đó là biết cái mình không biết. Có nghĩa là chúng ta phải có trải nghiệm, phải có trải nghiệm rồi, phải có tổn thất cơ thể, thì bắt đầu chúng ta mới biết rằng là có rất nhiều thứ nó liên quan đến đau mỏi cổ vai gáy, khó ngủ, mất ngủ mà mình không biết. Có nghĩa là có cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết, đúng không? Và sau khi chúng ta có trải nghiệm, trả giá mất tiền rồi, phải đi bệnh viện chữa rồi, hoặc chỉ đơn giản là phải tập cùng với Kim Toàn rồi, thì bắt đầu mới được nghe giải thích và mới biết, có đúng không? Và sau đó chúng ta tiến sang cái ngưỡng tiếp theo. Có thể là các bạn lúc này đây thì trở thành một người tiêu dùng thông minh, hoặc cũng có thể là một người có sức khỏe tốt và muốn làm cái công việc yoga trị liệu cùng với Kim Toàn, thì bắt đầu các bạn bước chân vào con đường nghiên cứu tìm hiểu nghiêm túc hơn, có đúng không? Con đường đó là gì nhỉ? Rồi, buông tay, đan 10 ngón tay vào nhau nhá. Nâng cao cái vai của mình lên, rút dài cuộc sống lắc lư, nâng cao vai lên. Rồi, giữ thật tĩnh nhá. Kim Toàn sẽ ngoái đầu đi lại để mà nói chuyện với các bạn, tương tác với các bạn. Nhưng các bạn chỉ cần giữ thật tĩnh. Khi nào đó mà Kim Toàn bảo thôi thì mới buông tay, còn không thì các bạn cứ giữ nguyên nhé. Cố gắng là càng đau càng tê thì hiệu quả sẽ càng lớn. Chúng ta không có nhiều thời gian để mà tào lao hay là vuốt ve cơ thể của mình nhiều đâu. Không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Tránh cái trường hợp và tình trạng sức khỏe của chúng ta, khi các bạn mới đến gặp Kim Toàn thì có lẽ là chỉ là bị nặng nặng ở mức độ 5-6 thôi. Nhưng mà các bạn lười và thờ ơ thì có lẽ vài hôm sau nó tăng thành mức 7-8. Thì sao? Chúng ta mất cơ hội nâng cấp và sửa chữa rồi, rất là lãng phí, có đúng không? Rồi, bước tiếp theo đó là gì nhỉ? Biết cái mình. Sao ạ? Biết, chính xác là không biết cái mình biết. Có nghĩa là chúng ta đã quá quen thuộc với cái điều này rồi, và chúng ta thích nghi với những cái điều đó đến cái ngưỡng mà nó ăn vào da thịt của mình. Có nghĩa là thường xuyên các bạn bị đau cổ vai gáy, đau đầu mất ngủ, và các bạn cứ uống thuốc thôi, đúng không? Cứ uống thuốc thôi, ai bảo gì thì dùng cái đó, chả sao cả. Cứ thử hết thuốc này đến thuốc khác, và mình bảo rằng là hợp. Ai đó may mắn thì tự khỏi thì lại bảo rằng là hợp. Còn ai đó không may mắn thì cứ thử cả đời mà vẫn cứ đau cổ vai gáy, tê tay mất ngủ, có lẽ là đến vài chục năm và đến tận khi mình chết. Thì đó chính là không biết cái mình biết. Mình nghiễm nhiên và mình thích nghi với những cái sự khó khăn mệt mỏi đó rồi, thì đó là những cái người mà rất là thiệt thòi. Ngoài ra ở trong đó thì có một nhóm người là họ tiếp cận những kiến thức công nghệ, khoa học kỹ thuật từ yoga rất là sớm. Thành ra là họ khỏe mạnh mãi, khỏe mạnh miết, mà họ cũng chẳng biết rằng là tập yoga là tốt. Thì cũng giống như rất nhiều người sống ở thành phố lớn hoặc là các quốc gia phát triển, có những cái nền khoa học kinh tế kỹ thuật rất là tốt, được giáo dục, chăm sóc con người rất là tốt, họ mặc định được chăm sóc như vậy, cũng chẳng cần phải học tập gì cả, đúng không? Và họ không biết là cái điều mình biết. Thì đấy là một may mắn rất là lớn. Chúc mừng những cô chú anh chị đang sinh sống ở trong những cái căn nhà có nhiều tài nguyên, bố mẹ mình giàu có, hoặc chỉ đơn giản là mình có nhiều tài nguyên, nhiều người bạn tốt, đúng không? Tuy nhiên thì đúng là cả xã hội những người như vậy rất là ít và hiếm. Còn đại đa số chúng ta là không biết cái điều mình biết, là quen và thích nghi với cái bệnh tật. Đến cái ngưỡng mà chúng ta không thể chịu đựng được nữa thì bắt đầu mới phải đi viện, thì rất là thiệt nhá. Rồi buông tay, tê tay rồi đúng không? Rồi nghiêng người, duỗi hai chân về trước. Rồi ngửa cái đầu của mình lên nhá, rút dài cột sống của mình về trước này. Và cuối cùng cái điều thứ tư, đó là không biết cái điều mình không biết. Bắt đầu các bạn trở thành một chuyên gia, trở thành một người tiêu dùng thông minh thực sự, một người biết lắng nghe cái cơ thể của mình. Chính xác là lắng nghe bộ phận cơ thể của mình. Các bạn hình dung này, chúng ta có thể hiểu rất nhiều thứ về cuộc sống ngoài kia, về một chiếc ô tô,
thậm chí là về cả một cái hành tinh. Cả một cái hành tinh nhé. Biết cả thủy triều lên và xuống, biết cả nhiệt độ trong lõi trái đất, nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về các cái đốt sống cổ của mình. Nó có mấy đốt? Đốt C1 cho tới đốt C7. Đốt C1 nằm ở đâu? Đốt C7 nằm ở đâu? C2, C3, C4, C5, C6. Mỗi đốt nằm ở đâu? Biên độ quay của các đốt như nào ra làm sao? Đúng không? Và mỗi một đốt chịu chức năng nhiệm vụ gì? Và xương của chúng ta nó ăn cái gì? Cơ thể của chúng ta, mồm chúng ta thích cái gì thì ăn cái đó. Cái gì ngon ta thấy thích, ta ăn nhiều. Cái gì ít ngon thì ta ăn ít. Có đúng không? Nhưng chúng ta chả biết cái gì về cái đốt xương sống cổ của mình cả. Nó ăn cái gì? Nó cần nghỉ ngơi ra làm sao? Đúng không? Và sức khỏe của nó chịu đựng được ở ngưỡng nào đó, chúng ta mù tịt. Và khi các bạn trả lời được cái câu hỏi, cái sự thắc mắc đó đấy, thì các bạn trở thành một chuyên gia thực sự. Không biết cái điều mình không biết, có nghĩa là cả xã hội hầu hết đều không biết cái điều đó. Và khi các bạn biết cái điều đó thì mặc định các bạn trở thành một chuyên gia. Cái công sức của các bạn bỏ ra cực kỳ xứng đáng. Có thể là cái video của Kim Toàn nói chuyện thì hơi nhiều, rông dài, nhưng Kim Toàn không thu hút những người, không thu hút nhé, những người thích kiểu giống như là ăn sẵn. Các bạn có thể học rất nhiều chuyên gia khác nhau, nghe rất nhiều các cái chuyên đề, video và podcast khác nhau về các cái khía cạnh khác nhau của đời sống. Nhưng Kim Toàn có thể khẳng định này, những người thực sự mà quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp của mình đấy, thường là những người phải có điều kiện. Các bạn ít nhiều phải biết chấp nhận với cuộc sống, biết hài lòng với cuộc sống, ít nhất phải là nhóm người đó nhé. Còn nếu chăng mà các bạn là những người mà hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình thì phải là rất giàu có. Có nghĩa là những người mà quan tâm, chăm sóc, tìm hiểu những cái điều mà mình không biết và không biết cái điều mình không biết ấy, thì đa phần sẽ ở hai nhóm người. Một là nhóm người chấp nhận và hài lòng với cuộc sống của mình, hạnh phúc với những thứ mà mình đang có, thì họ mới có dành cái thời gian để nghiên cứu tìm hiểu cơ thể của họ. Cái nhóm thứ hai, họ đã thừa ăn, thừa mặc và họ thoát khỏi dòng tiền. Còn hầu hết tất cả những người còn lại đấy, các bạn vẫn vật lộn trong cuộc sống mưu sinh, trong cuộc sống hàng ngày, dẫn tới là chúng ta đi tìm rất là nhiều thứ, nhưng cái thứ chúng ta thực sự là cần thì không có, nhưng những cái mà chúng ta muốn ấy, thì nhiều như sao trên trời. Thôi buông lòng nhổm đây. Và chúng ta biết cả trái đất, cả vũ trụ xoay người về trước, nhưng chúng ta chả biết gì về bản thân của mình cả. Rất là lãng phí và đáng tiếc, đúng không? Với dài hai tay của mình sang bên nhé, xoay cái đầu của mình sang bên trái, hơi cúi nhẹ xuống. Rồi, khóa chặt và tĩnh nhé. Vừa rồi thì Kim Toàn đã tổng kết lại tất cả bao nhiêu nhỉ? 4 cái ngưỡng mà chúng ta có thể ứng dụng và áp dụng vào việc nâng cấp sức khỏe chủ động. Các bạn có thể lấy ở mọi lĩnh vực đời sống khác nhau nhé. Và khi các bạn hiểu rõ cũng như là nắm vững rồi, thì các bạn sẽ có cái cơ hội rất là lớn là trong trường hợp mình bị tổn thất ở mức độ 1 hoặc mức độ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mình có cái cơ hội để nâng cấp và sửa chữa, nhưng tốn rất ít nguồn lực. Có đúng không ạ? Tránh cái trường hợp là chúng ta chả biết cái gì cả, sống như cỏ dại đấy, sống như cây cỏ dại luôn, chẳng dùng kiến thức và lý thuyết gì cả. Đến ngay cái việc mà mình nấu cơm, mình dạy lại cho con cháu của mình, mà con cháu của mình vẫn nấu không vừa ý mình mà không ngon, vậy thì có lẽ mình phải xem lại cái bản thân của mình, liệu rằng là mình có làm theo đúng công thức quy trình không, hay mỗi hôm mình lại dạy một kiểu, mỗi hôm mình nói một kiểu, dẫn tới là người học chả hiểu gì cả. Có đúng không? Đó. Và rồi chúng ta không những tiết kiệm được chi phí và nguồn lực, mà quan trọng nhất này, chúng ta biết rất rõ chính xác cái thời điểm tổn thất của mình. Chính xác thời điểm nhé. Ví dụ như bây giờ đây các bạn đang tổn thất ở mức độ số 5. Thôi xoay đầu sang bên phải. Và các bạn hiểu rằng là chỉ cần tập luyện cùng với Kim Toàn thôi thì cái mức độ của các bạn sẽ trở về số 1. Còn trong trường hợp các bạn bị mức độ số 7, đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, mỏi, tê, ê, đau đầu, khó ngủ, mất ngủ, rối loạn tiền đình, chóng mặt,
thậm chí là còn làm cận cả cái mắt của các bạn nữa. Đầu óc cứ là hoa hoa lùng bà lùng bùng đấy. Chuyển sang mức độ 7, thậm chí là 8 và phải đi viện. Các bạn không còn đủ sức, đủ lực để mà lết cái thân thể dậy để mà tập cùng với Kim Toàn nữa. Vậy thì quá là nặng rồi, đúng không? Và chờ đến khi mà đi viện giảm đau tiêu viêm đến cái ngưỡng mà chúng ta gọi là rễu rạo có thể lê lết được đấy, thì mà chúng ta lại làm sao nhỉ? Lại lười không tập. Và rồi lại chờ một trận tiếp theo, lại tiếp tục đi viện. Cứ lặp đi lặp lại vài ba trận như vậy thì đến cái ngưỡng là chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Các bạn năm nay có thể là 60 tuổi hoặc 50 tuổi đi, hoặc là 40 tuổi cho trẻ trẻ một chút. Đau đến lần thứ 2, thứ 3 rồi thì chúc mừng các bạn, bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính. Và cái từ khóa là bệnh rối loạn chuyển hóa không lây. Đây là những căn bệnh mãn tính. Bệnh nặng nhất là ung thư, nhẹ hơn một chút là gút tiểu đường. Và khi bị gút với tiểu đường thì một loạt các bệnh khác sẽ gây ra, trong đó có hỏng xương, thoái hóa, gai, thoát vị, đốt sống cổ. Thôi buông lỏng quay lại, rồi nghiêng cái đầu của mình sang trái này, cứ chậm rãi nha. Rồi đổi bên, nghiêng phải, chậm rãi thôi. Đau thì chúng ta làm từ từ thôi, không ai ép cả. Kim Toàn làm đẹp đẹp một chút để tăng cái năng lượng của các bạn lên thôi. Tăng năng lượng của các bạn lên thôi, đúng không? Rồi đổi bên, cứ đủ đỉnh thôi. Đúng rồi, chậm rãi thôi. Rồi, đủ đỉnh thôi. Bài ngày hôm nay thì Kim Toàn chia sẻ khá là nhiều các cái kiến thức về phát triển cá nhân. Và trong kênh của Kim Toàn thì đúng là có rất nhiều kiến thức phát triển cá nhân dạng như vậy. Có lẽ là đối với người trung cao tuổi, nhất là tại cái thời điểm này đấy, thì các bạn không thích nghe đâu. Tại vì chúng ta cũng mệt rồi và chúng ta cũng không quen học, đúng không? Nhưng những người trẻ mà được chạm tới Kim Toàn sớm thì Kim Toàn có thể khẳng định với các bạn rằng là rất xứng đáng, rất xứng đáng nha, để thu lượm, để học tập, để nghiên cứu, để tìm hiểu và để kinh doanh kiếm tiền, có đúng không? Rồi, đan cái tay của mình vào nhau, lắc lư nhẹ cái lưng một chút xíu thôi nhá. Buổi tập đến đây thì kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái sự chia sẻ và tập luyện cùng với Kim Toàn. Và cũng như thường lệ thì Kim Toàn cũng mong muốn các bạn là comment đến cái lúc thích hoặc là chia sẻ cái video của Kim Toàn cho nhiều người biết hơn. Bởi cái thủ thuật của YouTube ấy là họ sẽ cho nhiều người biết hơn nữa cái video của Kim Toàn khi mà cái video của Kim Toàn được nhiều người chia sẻ. Có nghĩa là có thực tế, có giá trị, có đúng không? Vậy thì các bạn càng chia sẻ nhiều, càng thích nhiều thì YouTube sẽ càng chia sẻ cho nhiều người. Chúng ta không chỉ giúp cho mình bản thân mình khỏe mạnh hơn mà còn giúp cho cộng đồng xung quanh chúng ta khỏe mạnh hơn. Và bản thân Kim Toàn không chỉ giúp cho các bạn khỏe mạnh hơn mà Kim Toàn còn được ôn bài. Ôn bài nhá, chỉ nghĩ thật là đơn giản là Kim Toàn được ôn những kiến thức của mình lại. Và càng ngày Kim Toàn sẽ nói chuyện hay hơn và chia sẻ tốt hơn. Một lần nữa là cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều. Hẹn gặp lại ở trong video của lần tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.